Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn thăm nhà tù Côn Đảo và phần mộ liệt sĩ Võ Thị Sáu, viếng nghĩa trang Hàng Dương, Bà Rịa Vũng Tàu. Vừa qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn lãnh đạo Đảng nhà nước đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm tại nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là nơi an nghỉ ngàn thu của 20.000 anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước. Tham dự lễ viếng còn có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước, ông Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đến dâng hương tại phần mộ của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh và anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trồng cây lưu niệm tại nghĩa trang Hàng Dương. Sau đó cùng đoàn lãnh đạo dự lễ dỗ chiến sĩ cách mạng, anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước hy sinh tại Côn Đảo. Tại huyện Côn Đảo những ngày này có nhiều hoạt động tưởng niệm, tri ân ý nghĩa như tổ chức lễ dỗ các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước tại đền thờ Côn Đảo, gặp mặt các cựu tù chính trị Côn Đảo, lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang Hàng Dương, tàu truyền hình chương trình nghệ thuật đặc biệt bản hùng ca bất diệt.